Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Khủng bố tinh thần, bắt cóc con nợ, ép nạn nhân đến đường cùng là những thủ đoạn mà những giang hồ đòi nợ thuê thường làm. Chúng vẫn đang tác oai tác quái, làm mưa làm gió trong mọi lĩnh vực với trăm phương ngàn kế. Một khi người dân đã xa lưới thì khó có thể thoát khỏi cái vòng kim cô này. Vậy để hiểu rõ hơn, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đột nhập vào một băng nhóm tội phạm để xem cách thức hoạt động ra sao và chúng ẩn mình dưới những vỏ bọc tinh vi như thế nào. Câu chuyện của những người trong cuộc kể lại. Đầu tiên là một người tên L có biệt danh là Điên, 43 tuổi, quê ở Hải Phòng. Từng tham gia nhiều băng nhóm đòi nợ thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, nay đã giải nghệ gần 5 năm, gác kiếm về khu Thủ Đức phụ vợ buôn bán quán xá kiếm sống qua ngày, nhưng được xếp vào thành phần thông thạo tiền xã hội. L Điên khẳng định rằng, ở thời điểm hiện tại, giang hồ gốc Bắc đang làm mưa làm gió ở đất thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và cả việc đứng ra dàn xếp các việc tranh chấp dân sự, nhà cửa, đâm thuê chém mướn. Vụ việc hàng chục côn đồ xông vào nhà chém người, cầu container bị kín lối ra vào mới đây ở quận Gò Vấp gây xôn xao. Giang hồ đồn đại là có sự nhúng tay của giám đốc Bắc chuyên nghề tín dụng đen đòi nợ. Nhìn tính chất vụ việc như thế, trong giới chỉ vài phút là biết được nhóm nào làm, lời chia sẻ kinh nghiệm. Lời Điên cũng kể vanh vách các băng tín dụng đen có cả công ty hoạt động hợp pháp, thực ra là núp bóng cho vay nóng tinh vi. Các băng nhóm hiện nay còn nhận thêm các hợp đồng đòi nợ thuê, thường thì 30-50% số tiền đòi được. Thậm chí chúng mua đứt nợ rồi tự lực cánh sinh đi gặp con nợ để đòi. Cũng là một người trong giới, Hát được mệnh danh là Máy Chém, 36 tuổi, quê ở Nam Định. Một chiến hữu của L Điên từng có thời gian hoạt động trong giới tín dụng đen ở thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ. Quá trình đòi nợ thuê của các băng nhóm hiện nay được thực hiện rất là bài bản, có kế hoạch và khó dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật mà vẫn hiệu quả. Hát Máy Chém khẳng định rằng, những băng nhóm hăm dọa, thậm chí bắt cóc con nợ để đòi tiền chuộc hay là tìm đến tận nhà con nợ để đâm chém là trò bẩn, không rành nghề. Anh em trong giới có số má đúng nghĩa khinh ra mặt. Một nạn nhân từng suýt chết, gia đình nhiều năm lao đao, không một giấc ngủ yên vì dính phải các băng nhóm đòi nợ thuê là trường hợp của bà Ngô Nguyễn Thụy Tê, sinh năm 1972, ngụ ở quận Bình Thạnh. Trước đây, bà Tê từng có đơn kêu cứu khắp nơi tường trình rõ sự việc, nhưng mà đến nay gia đình bà vẫn chưa thoát khỏi vòng kim cô của băng nhóm côn đồ này. Trước đó, bà Tê nhiều lần vay tổng cộng 230 triệu đồng với 10% trên một tháng. Bà Tê không hiểu chủ nợ tính thế nào mà giai đoạn năm 2015, bà đã chi trả lãi suất gần 1 tỷ đồng nhưng mà tiền vay gốc vẫn còn đó. Vì mất khả năng chi trả nên từ đó gia đình bà Tê khốn đốn với đám đòi nợ thuê này. Bà Tê xác nhận ban đầu chủ nợ ủy quyền cho một công ty dịch vụ thu nợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Họ giở đủ chiêu trò với gia đình tôi, rồi kéo băng kéo nhóm đến chặn trước cửa nhà, dọa chém giết tôi và người thân. Có những lúc, kẻ bạm trợn khác còn sộc vào nhà toan đánh người, đập phá. Bà Tê nhớ lại và đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh. Suốt một thời gian dài, bà Tê bị trầm cảm, khủng hoảng tâm lý. Thậm chí có lần bà tự tìm cách tự tử, may mắn người nhà phát hiện, ngăn cản kịp thời. Còn đây là anh B, 36 tuổi, quê ở Đà Nẵng. Cũng từng có hai lần thực hiện ý định tìm đến cái chết bởi dây với đám cho vay nặng lãi. Từ một người có công ăn việc làm ổn định nhưng vì ham vui với bạn bè, B đã dính vào cá độ bóng đá và cờ bạc. Chỉ nửa năm trượt dài, B ôm khoản nợ gần nửa tỷ đồng. Ban đầu chủ nợ còn thong thả để B thu xếp và chi trả được 1/2 khoản nợ. Qua một thời gian, B hết khả năng trả, chủ nợ liền sang tay số nợ của B cho một nhóm giang hồ. B kể rằng anh bị nhóm giang hồ buộc phải đóng lãi cao theo tuần, có lúc bị dồn ép theo ngày. Mượn đầu này, đáp đầu kia. Có những lúc, B thực hiện những cú lừa đảo để mà giải quyết khoản đóng lãi định kỳ. B tâm sự rằng, đã hai lần đứng ở cầu Sài Gòn, quận 2 và cầu Phú Mỹ, quận 7, nhưng mà không đủ can đảm để giải thoát cuộc đời. Mới đây, B biệt tích không ai rõ tung tích, vợ con cũng chuyển đi nơi khác sinh sống mà không ai biết đi đâu. Một vụ việc khác thể hiện sự bẩn thỉu của giang hồ tín dụng đen, từng gây xôn xao dư luận là trường hợp của bà Thảo, sinh năm 1968, ngụ ở quận Gò Vấp. Đến nay vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra, truy tìm người có liên quan là nghi can Phạm Thanh Khiêm, sinh năm 1970, ngụ ở quận Gò Vấp. Dù vụ việc tạm lắng nhưng mà bà Thảo vẫn còn ám ảnh kinh hoàng. Trường hợp của gia đình bà Thảo từng gây chú ý dư luận xã hội khi mà con trai của bà viết tâm thư lên trên Facebook kêu cứu lãnh đạo Bộ Công an. Tuy nhiên, chuyện điều tra về những đòn bẩn của giang hồ giấu mặt là điều không hề dễ dàng, rất khó để đưa ra ánh sáng. Vụ việc được xác định xuất phát từ khoản vay 300 triệu đồng, lãi suất 15% trên một tháng của chồng bà Thảo với ông Khiêm. Thế nhưng theo tố cáo của bà Thảo, ông Khiêm đã ép chồng bà viết biên nhận nợ 1 tỷ đồng.
Khi mà chồng bà Thảo mất khả năng chi trả, có xin ông Khiêm được trả khoản nợ gốc. Chồng bà Thảo đã chuyển 200 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng, nhưng mà ông Khiêm cho rằng chưa nhận được và tiếp tục đòi nợ. Dù vợ chồng bà Thảo có yêu cầu ông Khiêm đến ngân hàng đối chứng, nhưng mà ông này không ra mặt. Từ đó có nhiều kẻ lạ tìm đến nhà bà Thảo khủng bố tinh thần, uy hiếp gia đình của bà nhằm đòi nợ. Bà Thảo nói rằng chuyện ném gạch đá vào nhà rồi đập cửa đòi chém giết xảy ra thường xuyên. Hai đứa con của tôi trở thành mục tiêu tấn công của những người lạ đó, rất là khủng khiếp. Có những lần con trai và con gái của bà Thảo bị những đối tượng lạ tấn công bằng hung khí nguy hiểm như là dao, mã tấu, gây thương tích trên đường đi học. Cha chồng bà Thảo ở quận Bình Tân cũng bị các đối tượng lạ xộc vào nhà, dùng hung khí hành hung. Công an vào cuộc điều tra xác định được 5 trên 9 thành viên của gia đình bà Thảo đã bị tấn công gây thương tích, trong đó bản thân bà Thảo bị thương tật 15%. Một đòn mở khác mà giang hồ đòi nợ thuê hay sử dụng chiêu thức gây áp lực đòi tiền người nhà bằng cách bắt cóc con nợ. Theo Lờ Điên, chiêu thức này gần đây được các nhóm đòi nợ thuê áp dụng nhiều và cách này dễ bị công an bắt giữ khi mà lần theo dấu vết của những người đến nhận tiền từ gia đình nạn nhân. Lờ Điên kể thêm, hiện cách phổ biến vẫn là các nhóm đeo bám gia đình nạn nhân suốt 24/24, gây áp lực, đe dọa suốt cả ngày lẫn đêm. Và cách nữa là đe dọa nhắm vào những đứa trẻ con để buộc cha mẹ phải tìm mọi cách xoay tiền, giải quyết sự việc chóng vánh. Tê Búa, 29 tuổi, quê ở Hà Nội, cùng là một thành viên trong băng đòi nợ thuê hoạt động ở Gò Vấp, vừa giải nghệ để làm tài xế đường dài kể rằng, có một lần Tê Búa và các thành viên được đại ca điều động gây áp lực với một doanh nhân ở quận 7 đòi khoản nợ 500 triệu đồng. Nếu thành công, cả nhóm sẽ được 1/2 số tiền đó. Ban đầu, nhóm của Tê Búa kéo đến căn hộ của vị giám đốc lúc nửa đêm, đập cửa nói nhẹ nhàng, rồi dọa xử từng người trong nhà. Vị giám đốc hứa hẹn nhưng mà một tuần sau vẫn không giải quyết được khoản nợ. Sau đó, nhóm của Tê Búa đã lên kế hoạch đi đến bước khủng bố tinh thần. Nhóm 5 thành viên chia nhau đeo bám theo vị giám đốc và đứa con trai kể từ khi họ bước ra khỏi nhà đến lúc về nhà, rồi sau đó lảng vảng trước nhà. Thậm chí nhóm Tê Búa còn đến tận trường chụp hình đứa con trai đang chơi đùa cùng với bạn bè, gửi qua mạng xã hội cho vị doanh nhân trên. Chỉ chưa đầy 5 ngày sau, vị giám đốc lo lắng cho sự an nguy của gia đình, đành chủ động liên hệ với chủ nợ xin trả tiền. Tê Búa cho biết thêm, giang hồ cho vay nặng lãi, tín dụng đen có trăm phương ngàn kế bẩn. Đối với những con nợ khó đòi thì phải ra tay mạnh. Việc đâm chém, gây thương tích cho thành viên nào đó trong gia đình để gây áp lực đối với con nợ là bình thường. Tuy nhiên, theo Tê Búa, giang hồ đòi nợ thuê ngán nhất là đụng phải con nợ có bảo kê của các băng nhóm cùng nghề. Thường thì băng nào có địa bàn hẳn hoi của băng đó, nếu chẳng may đụng mặt thì sẵn sàng huyết chiến. Theo một cán bộ của đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, những băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đều chủ yếu giật từ các tỉnh thành phía Bắc. Thực tế các nhóm ở miền Nam không đủ bản lĩnh và số má bằng các nhóm này. Cán bộ này nói rõ, hiện nay các băng nhóm giang hồ tín dụng đen đòi nợ thuê thường núp dưới bóng vỏ tiệm cầm đồ, các công ty cho vay tín chấp gắn liền với các hoạt động bảo kê cờ bạc qua mạng. Công an thành phố Hồ Chí Minh trong những năm trở lại đây đã triển khai các biện pháp tăng cường, đẩy mạnh kiểm tra mạnh các tụ điểm kinh doanh có điều kiện như là quán bar, vũ trường, tiệm cầm đồ, cơ sở massage và cả những nơi mà các băng nhóm tội phạm hay chọn là nơi trú ẩn như là chung cư cao cấp, nhà thuê riêng biệt có nhiều nghi vấn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đang tạm giữ một số đối tượng liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê để mà xử lý về hành vi giết người. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!